để mình tạo ấn tượng qua LinkedIn. Ok được. Đây mình bắt đầu với cái profile của bạn ha. Thì cái profile ở trên khi mình mô tả đó, cái phần đó là thường là mình sẽ, mình nói chung là toàn cái profile mình sẽ nói tiếng Anh. Thì cái cách là tốt nhất để cho bạn tạo ấn tượng đầu tiên là cái tiếng Anh nó phải 100% hoàn hảo. Thì cái cách mình làm cái việc đó là mình buộc phải thuê một người mà đã sống lớn lên bên Mỹ để duyệt lại. Tại vì giống như là các bạn nghe Linh đang nói chuyện tiếng Việt ngay lúc này cũng nghe là biết liền là mình không phải tiếng Việt là 100%. Thì tương đương như vậy á, khi mà Linh đọc tiếng Anh á, Linh đọc biết liền là một người mà không có chuyên về tiếng Anh đã biết. Mặc dù bạn đã học tới mức nào Linh cũng biết mình sẽ bị sai một hai chỗ là mình thấy biết liền à. Vậy thì tốt nhất á, là bởi vì với LinkedIn nó là một cái chỗ mà mình nên phải 100% chuyên môn chuyên gia, thì mình nên bỏ ra một chút tiền thuê người ta xem lại đi để điều chỉnh cho mình. Cái đó là cái thứ nhất. Và quan trọng nhất là cái phần cái profile ở trên, khi mình mô tả về bản thân mình, cái phần đó tại vì nó là một cái cụm từ thì khi mà bạn viết sai ấy, là nó thấy rõ ràng liền. Thì cái đó là cái phần trên. Với cái lịch sử ở dưới thì Linh thấy có hai thứ bạn nên phải lưu ý. Thứ nhất là cái thời gian bạn làm từng công ty. Thì trước đây khi mà Linh tuyển người cho những cái team của Linh, khi Linh làm những cái tổ chức lớn, thì Linh nói với bên HR dễ lắm, không cần phải đọc quá gì đâu. Linh chỉ bắt buộc phải muốn một cái yếu tố là tất cả những cái CV mà họ đưa với Linh á, là phải có ít nhất một công việc với hơn 2 năm làm việc ở một một nơi nào đó. Tại vì gần đây Linh thấy khá nhiều CV 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 12, 14 tháng ấy, nó không đủ. Thấy không? Những bạn mà chỉ nhảy 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 như vậy đó thì nó chứng tỏ cho Linh đó là bạn không có đủ cái khả năng để đi sâu. Giống như là Minh vừa mới nói là đây giao bạn một cái dự án, bạn phải tìm cách để làm cho xong chứ đừng có thấy quá khó rồi bỏ đi. Vậy thì có lúc có thể, ok đồng ý, có thể có lúc là một trong những cái công việc của bạn là mình đã gặp cái khó khăn, nghĩa là có thể là cái mình không có hợp với sếp đi, ok fine, mình ra đi, mình đi qua công việc khác, đồng ý. Nhưng những người mà có 5 năm kinh nghiệm, trong 5 năm đó không tất cả những công việc là chỉ dưới 1 năm, là Linh sẽ không bao giờ phỏng vấn các bạn ấy. Thì các bạn lưu ý về cái việc đó, trên LinkedIn rất là dễ cho người ta xem là và người ta đánh giá liền. Và thậm chí Linh là người đánh giá như vậy, Linh xem mà những bạn mà không có một cái lịch sử lâu dài ấy, từng công ty chứ không phải là toàn bộ, từng công ty không có công ty nào mà hơn 2 năm ấy, thì Linh đánh giá họ thấp và Linh cũng không có xem bằng thứ nhì. Thì cái đó là một việc. Và cái việc thứ nhì là những cái công việc mình đang làm trong từng cái công việc, thì Linh dùng cái từ STAR là Situation, Task, Action, Results. Thì mình dùng ba cái đó, bốn cái đó để mô tả từng cái bullet, từng cái điểm ở trong cái công việc, mỗi công việc của mình. Và mỗi công việc nên có ít nhất ba cái điểm đi ha. Và mình nên, khi mà mình đang làm ở trong công việc đó, mình nên luôn suy nghĩ về STAR. Tại vì khi mà sếp giao mình một cái dự án, mình biết là cái situation là gì, cái trường hợp nó như thế nào, cái công việc, cái task của mình là gì, cái action là cái gì, nhưng cái cuối là cái result. Cái đó là cái mà Linh thấy bị sót nhiều nhất, là các bạn không có lưu ý vào những cái gì mình đang làm nó sẽ ảnh hưởng công ty như thế nào. Và Linh biết là có lúc như có thể là chức của mình hơi quá thấp, ví dụ là mình vừa mới tốt nghiệp hoặc là mình chỉ tốt nghiệp 2 3 năm trước, thì có thể là mình cũng không có quá không thể hình dung là những cái công việc của mình ảnh hưởng như thế nào. Thì cái đó là cái thử thách mà bạn nên phải làm hàng ngày hoặc là hàng tuần, là bạn nên phải follow up với sếp của mình, hỏi là hôm trước em làm cái đó nó như thế nào, công ty đã dùng như thế nào, đã ảnh hưởng như sao gì gì đó. Thì như vậy đó là mình có thể hiểu biết sâu hơn. Và cái đó là cái mà Linh muốn tìm hiểu, là người ta đã rất là tò mò, họ muốn tìm hiểu thêm và họ quan tâm vào kết quả, họ chỉ không phải là đưa tôi rồi tôi làm xong rồi tôi đi về. Là Linh muốn là những người mà họ đã có một cái kết quả họ đưa ra cho sếp, rồi sau đó họ follow up lại, họ thấy là hỏi lại làm như thế nào, rồi họ phải biết lại cái kết quả, rồi sau đó tại vì họ hỏi thì họ mới có thể ghi vào cái LinkedIn. Thì đó là một vài cái cụ thể mà các bạn có thể xem và cải thiện cái profile của mình.